xong cái cầm điện thoại con lướt TikTok, cái xong lướt mà con thấy trời ơi toàn là hình gái xinh không kiểu, thì con mới nói là chỉ có ai mà hay coi người ta mới đề xuất thấy như vậy, cái mình kiểu mình cũng giận ghen, ghen. Dạ, ghen lắm, con ghen quá trời ghen, giận con làm đùng 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 lên. Chồng con cũng kiểu giống như thật ra thì coi thôi chứ không có gì hết, cái xong hai đứa cãi nhau qua cãi nhau lại, chồng con giục điện thoại qua cái cửa kính ô tô luôn. Nhưng mà không, lúc sau dừng lại chứ thuận, cái xong ổng dừng lại, ổng đi một đoạn lên rồi ổng mới dừng lại, đi vừa ổng ra đi cái xong con nhảy qua ghế lái con chạy xe về nhà trước rồi cho chồng đi bộ về luôn. Dạ cho chồng đi bộ về luôn, không có mưa nữa. Con tên là Tú Uyên, hiện tại thì con đang làm việc tự do, năm nay con 28 tuổi rồi. Con làm gì tự do? Dạ con thì hiện tại là con đang làm mẫu ảnh, cũng có đi quay phim nhỏ nhỏ. Dạ. Mời ông xã của Quyên. Dạ con xin gửi lời chào đến cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Hoàng Huy, hiện tại con đang làm lập trình viên và năm nay là con 28 tuổi. Dạ. Vậy thì cái cơ duyên nào các con gặp nhau rồi lại thích nhau, rồi có ấn tượng gì về nhau? Có một điểm đặc biệt mà tất cả khi mà con gặp bạn bè hay là ai đó mà con giới thiệu về hai đứa bọn con á thì bọn con là sinh cùng ngày, cùng tháng và cùng năm luôn ạ. Wow. Trời ơi. Con với vợ con thì là cùng học chung với nhau vào trường cấp 3. Bọn con học chung nhưng mà tụi con không có biết đến nhau. Trong lớp học thì có một bạn tụi con chơi chung. Thì bạn đó vô tình cũng là bạn chơi chung với Tú Uyên. Hôm đó là cũng là sinh nhật. Nhưng mà là sinh nhật của con bạn đó. Thì hôm đó là con về dự sinh nhật của con bạn đó. Thì trong buổi tiệc sinh nhật đó thì con có gặp Tú Uyên. Ấn tượng đầu tiên khi gặp nàng Tú Uyên sao nè? Dạ là một cô gái rất là nhìn rất là sang chảnh. Ở độ tuổi rất trẻ đã đi một chiếc ô tô tới, nên gần như là tụi con rất là bất ngờ. Dạ. Bên cạnh đó thì trước đó là con cũng biết Tú Uyên qua mạng xã hội. Cái ấn tượng thứ hai là về ngày sinh. Trước giờ thì con cũng chưa ai gặp trùng ngày sinh với con. Con biết là Tú Uyên có thời điểm đó là có bán hàng online. Thì con mới vô coi chủ động vô coi, rồi sau đó là có mua ủng hộ không? Dạ có. Không mua sao quen người đó. Trời đất ơi. Còn con nói phần con đi con. Con thì ban đầu đúng như bạn nãy bạn có kể là bọn con có học chung cấp 3. Nhưng mà thật sự là trong 3 năm đó là không hề biết nhau gì luôn. Cái đợt đó mà trước cái ngày mà sinh nhật á, thì tự nhiên bạn này có kết bạn Insta với con trước. Thì con mới để ý là ủa sao cái bạn này để cái ngày tháng giống mình. Thì con mới rồi thấy có rất là nhiều bạn chung. Rồi đến cái hôm mà đi ăn sinh nhật thì con mới thấy ủa sao quen quen quá vậy ta. Nhưng mà thật ra thì lúc đó là con cũng đang có một vài kiểu một mối quan hệ khác đang tìm hiểu á, nên là con cũng không để ý bạn này luôn. Không để. Rồi sau đó hai đứa làm sao mà coi như là có được những cái mối quan hệ mà nó dài lâu mà thấm thiết nè? Một phần đó là do cái thằng bạn thân của con, cái bạn mà tổ chức sinh nhật cho em bé đó thì mới là Mai. Cái khi mới nói là Huy là lớp trưởng của lớp tao á, hồi xưa là học giỏi nè, rồi bây giờ thì đi làm thì cũng chịu khó làm lắm. Cái chị nói với con vậy á, cái xong tự nhiên anh này về nhắn tin hỏi mua đồ. Thì con cũng trả lời lịch sự bình thường thôi. Có bạn con cũng có hẹn con đi cà phê thì bọn con mới ngồi nói chuyện. Trời hạp mà mất cười, hạp cái này thì nó hơi kỳ kỳ xíu là những cái mối tình trước của bọn con á, nó đều gần giống như nhau. Rồi hỏi thích ăn cái gì cũng giống giống nhau. Đi ăn đi uống rất là hợp. Trong quá trình tìm hiểu thì bọn con có nghe một cái bài thời điểm đó cũng đang rất nổi tiếng là Mượn Rượu Tỏ Tình của anh Big Daddy. Thì hôm đó là bọn con có rủ nhau đi chơi, cũng một nhóm bạn chung với nhau. Bọn con đi chơi xong rồi tối hôm đó thì mượn cái bài đó, và cũng là mượn trong cái bối cảnh giống như bài đó là con tỏ tình với bạn. Khi đó thì bắt đầu bọn con mới chính thức là quen nhau. Vậy là từ ngày mà tụi con quen nhau cái đó cho đến lúc mà ngày cưới á là xa không, lâu không? Lâu ạ. Là bọn con bắt đầu quen nhau từ năm 2019, thời điểm cưới là năm 2021. Nhưng mà từ lúc mà các con quen nhau đến lúc cưới á là chú thấy hai đứa rất là đẹp đôi. Dạ. Hai đứa rất là trẻ trung, rất là năng động như vậy. Thì không biết là có những cái sự trắc trở, có những cái sự cãi vã gì cãi đó. Nhau rồi là có giận hờn đó, trước có ghen tuông gì không? Vô số lần. Cái hôm mà hai đứa đang đi xe ngoài đường thì chồng con đang lái xe, thế là con ngồi cái ghế bên cạnh á, cái ổng thì điện thoại thì ổng đâu có cầm được, thế là con mới cầm điện thoại con lướt TikTok, cái xong lướt mà con thấy trời ơi toàn là hình gái xinh không kiểu, thì con mới nói là chỉ có ai mà hay coi người ta mới đề xuất thấy như vậy, cái mình kiểu mình cũng giận ghen. Dạ, ghen lắm, con ghen quá trời ghen, giận
con làm đùng 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 lên. Chồng con cũng kiểu giống như thật ra thì coi thôi chứ không có gì hết. Thế xong hai đứa cãi nhau qua cãi nhau lại, chồng con giục điện thoại qua cái cửa kính ô tô luôn. Nhưng mà không, lúc sau dừng lại chứ Thuận. Cái xong ổng dừng lại, ổng đi một đoạn lên rồi ổng mới dừng lại. Đi vừa ổng ra đi, cái xong con nhảy qua ghế lái, con chạy xe về nhà trước rồi. Cho chồng đi bộ về luôn. Dạ, cho chồng đi bộ về luôn. Không có mưa nữa. Còn lúc đó như thế nào? Vừa mất điện thoại vừa bộ bọ. Coi như là mất điện thoại lết bộ về, ví dụ vậy luôn á, cảm xúc con sao? Có cảm xúc con lẫn lộn lắm mà. Vừa bực bực bội trong người, vừa buồn rồi, tủi thân nữa chứ. Dạ, tủi thân mà còn sau đó là còn phải còn đi sửa điện thoại nữa. Dạ. Tại vì lúc đó không biết bám víu vào ai, dạ, đâu gọi được, đúng không? Dạ đúng rồi. Hận đó em, hận, sự hận nhẹ đó. Rồi cuối cùng anh làm lành sao hả anh Huy? Tại vì con làm việc thì thời điểm đó cũng có sếp con ở bên nước ngoài về. Là tối hôm đó là con đi ăn với sếp. Sếp mới chỉ là Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Mày mua hoa tặng vợ mày đi. Thì con cũng nghe theo sếp, con cũng mua hoa và tặng vợ. Nhưng mà lúc đó là đã cưới chưa? Dạ cưới rồi. Dạ cưới rồi. Dạ. Lúc đó thì con cũng nghe theo sếp. Mà đó cũng là lần đầu tiên mà con mua hoa con tặng vợ. Tại vì với con thì con thích mua những món quà nào nó mang tính thực dụng hơn. Dạ. Thì con mua hoa về tặng vợ. Và lúc đó là ngày hôm sau thì bọn con mới, cái thời điểm đó thì bọn con mới bắt đầu mới nói chuyện lại với nhau. Thì khi mà ngồi nói chuyện lại thì hiểu được nhau hơn thì bắt đầu mới tạm là làm hòa, nhưng mà vẫn là chưa hòa hẳn. Bắt đầu qua những ngày hôm sau thì con bắt đầu cải thiện hơn, con không còn lướt mấy hình của cô gái đẹp nữa, đúng không? Dạ đó. Và từ thời điểm đó đến bây giờ thì con không còn xảy ra xem vấn đề nữa. Xem TikTok với những cái hình ảnh cô gái đẹp nữa. Dạ. Dạ. Thôi giờ tới cái phần kia đi. Chồng con thấy nó hiền vậy. Có thật xấu không con? Tú Quyên. Có. Chỉ có một cái là rất là lười tập thể dục thôi. Mà con không có chăm gì hết. Con cũng đi làm mía, con không nấu ăn gì hết. Mà đó cứ phì phì lên từng ngày rồi vậy. Mà cứ ai cũng nói là như là chắc là vợ chăm khéo lắm nè. Tại vì con không nấu ăn đó, bởi vì nó mới dễ lên đó Huy. Đúng không? Tại mình không ăn nhà, mình ra ngoài mình ăn đó. Đúng rồi, mình thích ăn gì mình ăn. Anh là vợ anh là kiểm soát cân nặng của anh bằng cách là giờ vợ anh đều phải nấu ăn cho anh ăn đó. Còn gì nữa không Huyên? Nếu không thì bây giờ mong muốn thay đổi. Ra thì con mong muốn là chồng con sắp xếp được cái thời gian làm việc và dành cho gia đình nhiều hơn một xíu. Chứ thật ra là ổng lo làm quá. Tới con đó Huy. Cũng hay nói với vợ con rồi, mà vợ con cứ làm theo đam mê. Nhưng mà đam mê thì mình phải, đã theo đam mê thì mình nên đi tới cùng. Mình cũng đừng có thay đổi khi mà mình gặp vấn đề gì đó khó khăn. Đó, thì cái tật xấu đó thì cũng là cái mà con muốn vợ con thay đổi nhiều nhất.